quý bác ạ, anh đang có mặt ở đây là dòng bưu điện Kim Thượng đấy quý vị ạ. Đường phố quý bác thấy trời thì hơi âm u, do hôm nay vừa có trận mưa to lắm và hình như là sắp sửa có cơn mưa kế tiếp rồi ấy. Khánh đang có mặt ở đây là dòng bưu điện Kim Thượng. Lâu lắm rồi thì Khánh cũng không quay khu vực dòng này cho quý vị xem nhỉ. Hôm nay thì lúc này thì vào khoảng 4:30 ngày 15 tháng 4 rồi quý vị ạ. Lúc này là ngày thứ tư, Khánh đang đi vào trong này vì nghe nói có hoàn cảnh cũng khó khăn ha. Khánh thử vào xem như thế nào để giúp họ một chút quý vị ạ. Đây là dòng bưu điện Kim Thượng. Phía trước mình một tí nữa thôi là có khu vực cầu Đông Kim đấy. Đây quý vị này, thì vẫn có người bán hàng lai rai ngay trên cầu. Đây là khu vực sông đường sông Hằng quý vị này. Đường sông Hằng phía này thì về lối Phúc Nhạc chưa xong, chưa làm xong, đang chuẩn bị tráng nhựa thôi. Bên này thì xong rồi quý vị ạ. Từ đây lên trên Thanh Sơn thì xong hết rồi. Đây quý bác ạ, đây là con đường vô nhà họ đây. Hôm nay Khánh được một chị hay coi phim, Khánh dạy xem phim chị nói về hoàn cảnh của họ, cho nên hôm nay Khánh đến xem hoàn cảnh của họ như thế nào quý vị ạ. À đây rồi. Chị. Vâng. À dạ, chị ở đây luôn đấy. Ồ, vậy chị ở đây lâu lâu rồi nhỉ. Vâng. Vâng, dạ, vâng. À, đến chỗ đấy bằng chị dạ. Vâng, để coi. À, đây cái bác này. Đây, gia đình anh ở nhờ ngay cái trại này đây. Đây này, trên này là cái nhà là chị để cám. À. Cái này nuôi heo, nuôi gà nhưng mà thất bại. À. Là bán. À, vậy á cơ. Ồ, cái chỗ này, chỗ này trước nuôi heo nuôi gà mà nó rẻ quá à. Lỗ vốn bao nhiêu thằng là bán trại này. À vườn mít trên cầu bây giờ bán hết cho họ. À vậy đó, trình đánh thuê. À nước chứ không có nước, mùa nắng tiếng này chỉ điền nào nuôi gà thôi. À còn nếu tưới thì chỉ tưới lên mái cái nhà trên kia tưới lên. À đây là giếng khoan mà mình không có nước đây à. Và coi như cái chạy gà là trước nhà ăn thuê luôn á hay sao ạ? Không bán cho người giúp mơ. Bán là xong thuê đất là tính làm là ghi mà mưa nó không có nước, mùa nắng không có nước. À. Mưa thì nó ngập. À vậy à, mà em thuê lâu chưa? Thuê được hơn năm rồi. À nhưng mà không được mấy ngày là dịch vào đây được, tính được 2 ngày hay 3 ngày là dịch không đi được ra ngoài. À thôi Covid nên giả luôn á. À vậy thì chắc mà sao không trả lại cho họ nếu có nước. Thì đang bảo là cho như là đang công việc bảo giả lại chỉ có thuê tháng này mình ở. À cái bên kia chắc mới sạch. À coi như là tôi Covid là dịch luôn đấy, thuê cái là Covid nhân giả luôn đấy. À vậy đấy. Đây. Bài. À. Cái bé này là đứa thứ 6. À thằng thứ 5. À. Con này con thứ 4. À vậy là mấy trai mấy gái à? Con 5 trai. À có gái này thôi đấy. À gái thứ tư à ta? Thứ tư. Thứ tư nha. À đấy.
Ồ, vậy cái này là nhà mà nó là cái ngày trước có cái chạy cái gì đấy xong mình ở đây. Cái này là cái kho. Là cái kho để cám ở. Ờ, đúng rồi. Thế vậy hai vợ chồng có rảnh qua bên này ngồi ăn hỏi thăm tí đây. Để ăn hỏi thăm tí hơn cẳng cho cha bác biết. Vâng. À, đây chỗ nấu cơm nước luôn cái bác này. Cái đám đấy vào đây làm bếp à? À, mới làm sau này ấy em. Vâng, vào đấy thôi, ở đây đâu có gì đâu, vào đây xong làm bếp sau này cái giờ người ta chăm việc là. À, nó là cái trại chăn nuôi ấy nhỉ. Vâng. Vậy là cháu lớn của em nó đã đi học nghề được rồi. À, năm nay nó bao nhiêu tuổi để ta mà nó học nghề rồi? 15 rồi. À, được 15 rồi, anh đang học nghề gì đấy ạ? Đi ra ngoài ăn bi mà, ngoài chỗ đấm nhờ Hòa, bi Hòa. Ủa, về đấy á? Tiếng này. À, về Phúc Nhạc à? Dạ. À, anh biết ăn bi bạn ăn mà. Dạ. À, em ơi, anh hỏi này, vậy anh nghe cô đây nói vậy, như nhà em là gia đình em là trước đây là ở đâu mà đến đây thuê? Đấm ở Phúc Nhạc luôn, khu Tây. Khu Tây á? Dạ. À, vậy nội ngoại thì sao vậy? Nội ngoại thì nói thẳng ông bà nội mất hết, bà ngoại mất hết rồi. À, vậy á? Dạ. À, mà nội mà ngoại đều mất hết rồi em. Vậy em cũng ở Phúc Nhạc luôn á? Em là người Gò Vấp. À, mà em Gò Vấp á? Ồ, vậy là ngày xưa chồng em lên đấy làm à hay sao mà quen? Chứ em làm ở đây, em đi nhà nghèo có là mẹ cho mỗi người, mỗi đứa đi một nơi làm. Ủa, vậy á? Ở Gò Vấp á? À, mà em về đây em làm xong em gặp anh không quen anh à? À, vậy là nếu mà 15 là các em cưới cũng lâu rồi nhỉ? Cưới cũng phải gần bằng anh ấy, cũng cưới mười mấy năm luôn rồi. 2006. À, vậy à. Vậy thì ngày xưa thì mình ở đâu em? Ngày xưa em ở Phúc Nhạc. Tức là có đất ở Phúc Nhạc à? Ở chung với bố mẹ hay sao? Chung với ông anh. Ngày xưa ông bà. Đất của ông bà chứ không phải. À. Đất ngày xưa là của ông bà nội. À, của ông bà nội xong rồi ông bà nội cho ở nhà ở đấy à? Thì chia thì ông bà nội mất rồi sau này chia ra, ví dụ là chia mỗi người một ít thì à. Mỗi cô được ít, mỗi người ít. Đấy, chia được, em bán được 100 triệu, nói là mẹ vợ, xong là bà chị bà có bán thiếu cho lô đất ở trên Đức Tin á. À. Cái là cũng hai chồng cũng cố làm để xây được cái nhà, nhưng mà nhiều quá. À. Cái bán nó bị thất thoát ăn. Vậy hả? Vâng, nên là... đợt đấy bà chị bà cũng kẹt để đòi tiền đất mà không có tiền. À. Hai chồng cũng bán. À, bán để trả nợ á? Vâng, à, như vậy là mình lúc mà mình mua mình đáng mình chia được 100 triệu đấy, mình đáng mình mua đất để mình xây nhà. Mà lúc đấy đã xây nhà chưa em? Có xây nhà. Đó. Ồ vậy à, xong bán đi à, bán đi lâu chưa em? Bán lâu rồi, mấy năm rồi. Từ em có bầu con bé này. À vậy đó. Xong rồi đấy bán đi là không còn nhà nữa luôn. À, vậy còn bình thường em có cái nghề trồng rau à, la ghim hay cái gì à, hay sao mà? Em nói thẳng là đi, ví dụ ngày mùa thì đến đi buôn với bé bẩn, với còn ngày kia đi làm hết mùa lại đi phụ hồ ấy. À, vậy á? À, chứ vậy sao muốn thuê cái đất này để em làm cái gì mà em lại thuê? Là mình vô đây tính được làm la ghim ở đây, xong rồi cho con cái vô đây mình làm. À. Có mấy xào thì ví dụ thuê được mười mấy triệu một năm thì cũng nói thẳng là cần thấy được, mà dâu anh ở nó không có nước. À vậy không à. Có nước với mùa nắng thì nó không có nước, còn mùa mưa thì nó lại ngập. À. Đấy giờ mưa mới hột giờ nước mưa vài hết thì à. Bên này là cao, còn cái bên kia là lội ra ngoài đây làm bùng 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 bùng. À như vậy là lúc mà em thuê em chưa có kinh nghiệm luôn, em chưa biết đất làm sao luôn. Em thuê thì nó là mùa nắng thì à. Đâu có biết. À, nhưng mà cái chủ họ cũng không nói với vùng quanh này, họ cũng không biết, họ nói mình không hỏi thăm đúng không? Không nghĩ là mình thấy thuê này bảo thôi vô đây ở. À. Chưa biết. À đúng rồi, có 1 triệu cứ coi như là 2 triệu một xào, tính 2 triệu một xào. À nhưng mà cứ cho là mình có cả cái trại để mình chăn nuôi gì đó mà có 1 triệu tháng thôi chẳng. 2 triệu tháng coi như 2 triệu. À 12 triệu một năm thì triệu. 1 triệu tháng đấy em. À như vậy là vợ chồng em tính vào đây là vừa có đất này, chỗ này xào hỏi em. Nên là 5 sao mấy 6 sao. Ồ 5 sao mấy 6 sao mà người ta cũng lấy có 12 triệu thôi. Rồi vừa có đất rộng như vậy để mình muốn chăn nuôi coi, chăn nuôi gì cũng được đúng không? Rồi mình làm đồ la ghim thêm rồi có chỗ ở cho con cái nữa ấy phải. Mà không ngờ là lúc vô đây là Covid, cái thời Covid là em gia đình em ở đây luôn đó. Vâng, thì lúc mà vừa vô cái là vừa dọn nhà em trước, hàng sau là Covid là cách ly luôn. Ồ vậy à. À vậy đấy. Con. À vậy thời đấy anh cũng hay vô đây mà anh không biết. À như vậy xong cả năm nay. Vậy bình thường bây giờ thì như em thì tồi săn chắc bé thứ năm này hay cái gì là đâu có đi làm được cái gì nữa không? Vâng. Ở nhà thôi đi bán phụ với anh chứ em cũng làm công ty. À vậy đó. À này nó ốm quá. À tức là đi hai vợ chồng đi buôn bán mà mất luôn cả vốn năm. Vâng, tại năm đấy trong chôm nó rẻ đấy em. À đi buôn tức là em đi mua vườn mua gì đấy em? Mua vườn xong hai chồng mua lấy công làm lời đấy. À vậy á.
Đợt đấy chắc phải lỗ hết cả hơn 100 triệu ấy. À vậy mà nữa. Em xây cái nhà lên, tính ra cái xây cái nhà đó cả 200 triệu. À. Mà trong tay có 100 triệu à. À anh hiểu rồi, cái kiểu như mình bố mẹ nghèo ấy, chia gia tài xong mỗi đứa có một phần vậy đúng không? Vâng. Xong rồi cuối cùng là ráng cũng ráng mua nhà mua đất đấy. Vâng. Nhưng mà nhà đất thì mình mua mình nợ quá, xong rồi mình làm ăn thì nó không trôi chảy xong không trả được. Vâng. Đúng không? Đấy. À. À. Vậy thời đấy em bán thì chắc ví dụ như cái nhà đó mình bán đi thì mình cũng còn cầm được ít vốn chứ đúng không nhỉ? Nhưng mà cứ đi buôn rồi lại lỗ à? Vâng, đi buôn thì lại lỗ. Mấy năm nay Covid đấy à? À vậy á. À. Từ tính ra như vậy là mấy năm Covid liền á. À. Cứ mua bơ là xong rồi lại à. Bán không được. À vậy đấy. Anh thấy nhiều gia đình mà họ đi buôn la ghim này kia họ khá lắm ấy. Ừ. Nhưng mà em thì lại không may mắn à? La ghim là phải vốn mạng. Ủa vậy á? Vốn đầu lên tay. À vậy á. Ừ. Như tụi em chỉ có cỏ con. À vậy á. À. Mình chỉ có lấy công làm lời thôi. À à. Còn như đồ la ghim này tiền nhiều lắm, không có chịu nổi. À ra vậy á. À trên quen mấy người buôn la ghim cả bạn bè anh em nhắn đầy họ khá lắm. Vâng. À nhưng mà cái em gọi là mới bước vào nghề với lại không có vốn với chưa có kinh nghiệm đúng không? À đi buôn còn mua vườn còn lỗ à? À. Năm rồi nó lỗ nhiều rồi em thấy. À. Giờ mua xong dịch có đi được thì sai rồi. À. Vậy tình trạng nhà em bây giờ là có 6 cháu nhưng mà cháu nhỏ nhất đây là nó mới có bao nhiêu em nhỉ? Hả? Một tuổi mấy rồi em? Ờ mới có 3 tháng à? Ờ sao thấy thế cháu 3 tháng mà nhìn cứng cáp hả? À, à đây thằng này là bao nhiêu em? Kế này là 3 tuổi. Mày lấy tiền của anh đen phải đắn mãi đấy. À, 3 tuổi còn bé này là mấy em? À, 6 tuổi cho rồi đấy á. À, bà chưa? Ờ. À, bà vừa cho á. Đâu con gái quay lại cho bác coi nào. Sao? 6 tuổi á là bằng tuổi con ăn đấy mà sao đúng là cháu nó nhỏ hơn nè. Nó chắc vậy. À, có đứa con gái thôi đấy. Ừ. À, vậy đúng là nó phải ra lớp 1 rồi mà chưa có gì đúng không? Đầu năm này là ra lớp 1 nè. Đầu năm này là mới ra lớp 1. À, vậy em, à vậy cháu đó học mẫu giáo đâu gì cơ phải? Coi như chưa biết gì chữ luôn phải. À, vậy đấy. Còn ba đứa kia thì một ăn cả thì nghỉ học đi làm rồi, còn hai thằng kia đúng là đi học nhưng mà cũng chưa đi đấy hả? Đi học rồi, nó học được nửa chừng xong rồi lớp nó cứ Covid đi tới Covid lại thôi. À. Thì tôi bảo thôi nữa với đảng, thôi năm nay thôi cho nghỉ. À. Thì giờ nó cần... Nó đi học thì mua sách vở quần áo hết rồi, nó về nhà nó ốm ăn. À. Ốm một loại nó mấy đứa luôn, em sợ quá, em bảo thôi cho nó ở nhà. Cái đợt Tết thì nó Covid nó trở lại đấy, thì vừa đi học lại, vừa mở cửa lại bắt đầu bị Covid nhiều lắm. Như vậy thì hiện nay như hai vợ chồng em thì có nợ nần nhiều hay là chỉ gọi là vẻ vẫn nợ nần nhiều lắm ạ? À, nợ đấy là nợ người quen hay nợ cái gì ạ? Nợ thì mua mượn người ta để đi mua bơ buôn bán ăn hàng hóa mượn đấy. Còn người quen còn cái chị chưa thì ngoài chợ. À. À vậy mượn vậy là đều có mất lời à hay sao? Có mất lời. Không bây giờ không có tiền lắm cho ta. À, và những người đấy họ cũng không nên lỗi quá, không phải là cái gọi là mình không trả được thì họ cũng nên lỗi hay làm khó quá ấy chứ, nên mà vẫn là nợ. À vậy đấy. Vậy em là ở bên khu Tây ngày xưa em ở nhà ai? Ở khu Tây ngày đầu nói thẳng luôn ấy, ngày xưa em ấy, nếu đúng ra ngày ông nhà này giáp bên ngân hàng nhà ông nội ấy, giáp ngân hàng. Nhà ông Phương bán xăng dầu ấy. Ơ vậy à? Dạ. Ơ chú ngày xưa ngân hàng Aribank đấy á? Vâng, nơi giáp bên đấy. Em á? Dạ. À giáp bên đấy hay là nhà em? Nhà có... Nhà bà Lượng hay là gì? Nhà bà gì bán gạo ấy, giáp bên... À nhà em đấy bán cho nhà bà Lượng, bà ấy bán nhà gạo ông nội đấy, vâng. Nhà ông nội chứ nhà em là bị... Ồ vậy nhà đấy ngày xưa mà bán mà chia gia tài thì cũng được nhiều lắm ấy. Thôi thời đấy bán ấy. Em đâu có biết cái vụ đấy đâu. Tại vì ba mẹ ăn mất ăn từ hồi còn bé tí mà. Ăn một cô từ bé ở với ông bà nội. À, anh hiểu rồi, đấy là bà nội gì? Vâng. À, bây giờ ông bà nội hình như đang ở trong đài Mexico ấy. Không, bà nội giờ ở trong giờ khu Tây đồ này, chỗ đóng nhà đòn ngày xưa. À, như vậy là mất, em đang nói ở đây ông nội không phải là bố em đâu, mà dạ. Là ông luôn, em luôn. Vâng, ở bà nội. À, vậy đó. Ông cố lên trong rồi, lúc mà nhà ông nội, ông bà bán nhà đi thì... Cũng chia cho em được chút không vậy? Cũng đi vào đấy ở, vào đấy ở về sau này em lấy vợ rồi bắt đầu cái ông nội mua cái lô đất ở trong đấy là chia cho 5 cổ phần các cô chú nữa. À. Mà bên nhà em là không có à?
Không, em với ông ăn một phần là phần của bố mẹ. Thì ví dụ này đấy là em bán đấy là cái phần đấy là em bán được 100 triệu đấy. À vậy à? Dạ. À thì ra là bán như vậy chứ không phải là ông nội chia gia tài ngay từ đầu đúng không? Vâng. À vậy đấy. À. Như vậy bình thường bây giờ thì sứ ở đây họ biết họ hay cho gia đình em gạo hay sao giờ? Chi phí hàng tháng. Cũng mới vào đây thì lâu lâu có người bác xin bác giới thiệu bác à vậy à. Vâng, à chứ còn em thì nó khoảng dầu dầu đầy lạ người là nước cũng đâu chỉ biết ra ngoài chứ đâu có đi đến nhà mà mấy đâu nhà à. À vậy đấy, nhất là cái mùa Covid đông con này thì khó khăn lắm ấy nhỉ. Rồi em bảo mỗi lần lúc mà kẹt kẹt ví dụ nó đòi sữa ấy, bảo kẹt kẹt đi ra ngoài đường kia mà xin cái giấy thôi mà cái xã thì đi được ra đi đường tắt trong đấy ra được thì xã nó không cho cái bên khu ấp khu nhạc là một này nó không cho mình sang ấp khu nhạc hai nó bảo là bên đấy là Covid. Vừa ra rồi. Cái đầu bếp nó xuống thì anh hiểu rồi, không có nước cho nước nó yếu đúng không? Không tới phủ được. À. Đấy dàn bầu này anh chị chồng làm được cái bác này. Làm có tí gặp mùa nắng thế là mất nước tới là bỏ luôn đây. Ồ chỗ này thế năm xào rộng mà không làm cái gì có. Cỏ quá luôn này này. Đi bác ạ, đây là gia đình. Anh tên là gì anh gặp? Dạ, em tên Trinh. À anh Trinh này. À, ngày xưa là bố mẹ mất hết xong rồi ở nhà với ông bà nội nhỉ? Dạ. Ông bà nội rồi lúc mà ông bà nội mất đi thì bán đi thì chia tài sản ăn được 100 triệu rồi chị. Ủa vậy á? Không biết nguyên nhân. Ông bà nội bảo chứ mẹ em được mới có mẹ mà chết mới được có năm mấy năm. À. Còn bố chết tuổi năm tuổi mấy thì sao nhớ nổi. À mà không mà hai ông bà chết cắt nhau gì chứ đâu phải chết cùng lúc đúng không nha. À vậy đấy. Như vậy là anh là người gốc Phúc Nhạc này. Coi như là mồ côi bố từ hồi bé luôn, mới có mấy tuổi vậy thôi. Dạ. À xong rồi còn chị đây là người Hóc Môn à. Em là gốc Hóc Môn. À Gò Vấp đấy. Hai anh chị lấy nhau thì bởi vì ăn này không có nhà cửa, chị cũng vậy này. Ở nhờ nhà ông nội thôi. Sau này ông nội mất thì chia cho chút gia tài nhưng mà đi mua đất xây nhà lên thì lại không làm ăn không trả nổi nợ, cuối cùng lại cũng phải bán nhà để trả nợ đúng không em? À đấy cái bác này, bây giờ anh chị có 6 người con mà thuê cái chòi trong rừng này nhưng mà muốn làm la ghim ấy, trồng cây, trồng cấy gì thì mùa mưa thì nó lụt mà mùa nắng thì lại thiếu nước. Còn các cháu còn nhỏ như vậy thì chị ở nhà coi cháu thôi, rồi ăn thì đi buôn trái cây, buôn này buôn kia kiếm sống vậy. Nhưng mà nói chung vẫn đang nợ tiền người ta đúng không anh dạ? Vẫn đang nợ tiền tại vì đông con quá này. Đằng này cháu là cháu trai con mới nghỉ học luôn à? Dạ, 2 năm rồi. Nó đang con 15 luôn đấy á. 15 tuổi mà thấy con hơi nhỏ nhỏ này. Còn hai cháu này đang đi học nhưng mà mùa này cũng nghỉ luôn à con? Dạ. Ờ đấy. Còn cháu bé gái này 6 tuổi, ăn thêm nhỏ nhỏ lắm này. Đấy, hoàn cảnh của gia đình anh chị đây các bác ạ. Ở trong này thì nó ở đường Đông Kim. Chỗ này gọi là cánh đồng 8 à em? Dạ. À, cũng xa lắm. Hôm bữa nhà anh chị Thư ăn trực phát quà, thấy anh có chở mấy đứa con ăn ra. Hôm nay Vi có duyên gặp lại anh với gia đình. Đấy. Vậy thôi vậy đi em ơi, anh cũng đang giữ tiền của quý ân nhân này. Thôi anh trước tiên là anh xin của anh chị Hiền Minh ấy, và cũng nhà cậy giúp 2 triệu nhá. Rồi với lại anh xin của một anh chị Vinh ở Canada ấy. Thì anh cũng đang giữ tiền của anh chị để đi giúp người khó khăn này. Thôi chắc anh cũng giúp của anh chị cho 1 triệu nó luôn em nhá. Để anh lấy tiền anh đưa cho vợ chồng em nhá. Vậy là 2 triệu em nhá. Em này, thôi vậy thì thấy hoàn cảnh em vậy ấy thì anh gửi em đây là 2 triệu nhá. 1 triệu là của anh chị Hiền Minh ở người gia kiệm mình thôi. Với lại 1 triệu là của anh Vinh ở bên Canada nhá. Em nhận đi nhá. Vợ chồng em với các con cảm ơn Vinh, chị Linh và với anh chị Hiền nhá. Với anh chị Hiền. Thôi anh thì anh hay giữ tiền của các ân nhân ở đây, anh trích hai của hai gia đình của hai anh chị cha mỗi người phần giúp em vậy nhá. Thôi giúp em 2 triệu để gia đình em cần gì thì chi tiêu vậy nhá. Đấy. Thằng qua về đây ngồi đi. Rồi đây mấy này cảm ơn các chú các bác đi, cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn các chú các bác.
À, giỏi luôn. À, vậy nhá. Thằng này mới có 3 tháng đây quý bác này. Mới có 3 tháng. Gái 6 tuổi thì hơi nhỏ. Rồi, thằng Bo đi đi ngồi cho bác ghi hình lại cái nữa. Ở thằng kia vào cái nồi ngồi đây à. Nghịch lắm rồi. Ui. À, con trai thì hay nghịch nghịch. Rồi ngồi xuống nhá, bác ghi hình đè lên. Lên đẹp trai nhá. À, đúng rồi. Ngồi lên đẹp trai nhá. Rồi, ngồi đẹp trai. Gia đình họ quý bác nhá. Thế mà quý vị ân nhân nào có muốn giúp thêm gia đình cháu thì thế có ai có lòng giúp thêm các em thì anh sẽ mang vào nhá. Dạ, rồi. À, vậy đi. Rồi. À, chào cả nhà nhá, chào các cháu. Rồi. Quý bác ạ, vậy là Khánh vừa đến gia đình họ đấy quý bác. Một gia đình trẻ thôi nhưng mà cũng đông con, tới 6 người con quý bác chứ. Rồi cũng khó khăn lắm. Chồng thì mồ côi bố mẹ từ ngày xưa, từ hồi bé tí. Bố mất rồi mẹ mất thì cũng lúc có 1 tuổi hay 5 với 5 tuổi thôi á. Rồi vợ thì là những người trên Sài Gòn khoảng Gò Vấp. Chẳng có nhà cửa. Cũng chẳng có nhà có cửa, rồi hai vợ chồng thì cũng ráng mua được miếng đất đấy. Cũng vài trăm triệu, 100-200 triệu gì đó thôi quý bác ạ. Nhưng mà hai bên cũng chẳng còn bố mẹ mất hết rồi, cho nên là cũng nợ nần rồi gặp thời buổi khó khăn Covid, buôn bán không được, ế ẩm rồi không những không có lời mà còn bị lỗ đó quý bác ạ. Bị lỗ rồi cuối cùng rồi cũng mất đất mất nhà, giờ cuối cùng thuê ở đây ở đấy quý bác. Thấy hoàn cảnh cũng khó khăn, tội nghiệp lắm. Nếu cái nhân nào mà có lòng có điều kiện giúp họ, đỡ họ thêm thì Khánh sẵn sàng Khánh mang lại giúp cho họ. Khánh xin cảm ơn quý ông bà cô bác mình nãy giờ đã xem phim rồi ạ. Khánh xin chào ạ.